mình sẽ làm mì xào nấm ha. Thì mì mình sẽ mua cái loại mì này ha, mì trứng ha. Rồi mình xài với oyster mushroom và nấm mèo tươi ha. Nấm mèo này là nấm mèo tươi ha. Và ớt đỏ ha, và đọt đậu hòa lan, và tàu hũ. Tàu hũ thì bạn chiên rồi bạn xắt nhỏ ra ha. Thì bạn coi cái tàu hũ mà mình chiên giòn á thì bạn không có cần để gia vị và bột bột năng ha, bạn chiên thường nó thôi ha, khỏi để gia vị gì hết, thì nó sẽ ra như thế này. Và mình xắt nhỏ nó ha, để mình xào với mì. Mình bắt nước lên bếp để nước sôi rồi mình luộc mì ha. Nước sôi bạn mở nắp ra ha, rồi bạn cho vào đây một chút xíu dầu ăn ha, chút xíu dầu ăn ha, nước ăn trắng. Rồi mình bỏ mì vào luộc ha. Mình cho mì vào mình luộc nha. Sau 4 phút bạn thấy nó được rồi nè. 4 phút thôi, mình phải tơi nó như vậy nha, không để nó dính cục cục ha. Thì bạn lấy ra ha. Bạn lấy ra đừng có xả nước nóng, đừng có xả nước lạnh nha. Mình bắt chảo lên bếp cho vào một chút xíu dầu ha. Thì mình đợi mì nó để cho nó ráo thì mình xào nhân trước ha. Xào nấm rồi trước, bạn cho vào phân nửa tỏi băm ha. Khi tỏi nó săn rồi bạn cho cái tàu hũ chiên á, mình chiên sẵn rồi mình xắt nhỏ ra. Tàu hũ khi nào mình chiên mình xào đồ ăn thì bạn đừng nêm gia vị ha, chiên giống như mình chiên tàu hũ chiên giòn vậy ha, nhưng mà đừng nêm gia vị với bột, lắc bột thôi nha, chiên thường thôi, ngập dầu rồi chiên thường nhé. Bạn cho tàu hũ vào trước ha. Đó, bạn cho nấm mèo tươi vào ha. Giờ cho nấm này vào luôn. Bạn cho vào hết rồi bạn cho luôn ớt đỏ vào ha. Nhà bạn đổ, cho vào đây một muỗng oyster sốt mà mushroom ha. Tại mình xào với mushroom nên mình phải cho cái này ha. Bạn cho nó vào đây một muỗng ha. Bạn cho vào một muỗng oyster mushroom rồi ha, rồi xong các bạn đảo đều lên. Tại cái oyster mushroom này nó ngọt ngọt nha nên mình phải thêm bột nêm nha. Rồi bạn cho vào đây cái đậu đọt đậu hòa lan mà mình bỏ microwave 1 phút. Tại sao mình phải bỏ để nóng trước? Tại vì mình bỏ nó là nó chín rồi, mình để vô mình chỉ xào sơ là mình lấy ra thôi. Còn nếu mà bạn để thẳng vô á thì nhiều khi á nó nhũng mau lắm đó. Bạn chỉ để rồi đó, bạn để vô bạn xào sơ là nó ok, tại vì mình đã bỏ qua microwave 1 phút rồi. Rồi bạn cho vào đây một muỗng, 2/3 muỗng bột nêm ha. Xong bạn xào nó lên rồi để nó qua một bên là nó chín rồi đó. Trộn đều nó lên ha.
Nếu ăn ớt thì cho vào đây một chút xíu ớt, còn nếu không thì bạn cho vào đây tiêu ha. Mình cho vào đây 1/3 muỗng tiêu ha. 1/3 ha. Cái muỗng súp này nhỏ thôi nha, không có bự đâu nha. Nó chỉ bằng một cái muỗng mà bạn đo tất cả, bạn mua ngoài tiệm đó, nó để là one teaspoon, mà cái muỗng mà hơi lớn lớn đó, muỗng súp mà để mình đo cân đo đếm đó, là mình lấy trọng lượng của cái này đó. Đó, bạn trộn đều xong là nó xong rồi đó, đừng có để nó mềm. Bắt một cái chảo khác lên ha, cho vào dầu. Bạn cho dầu theo cái lượng của mình, cái này là mình cho một cái muỗng này nè ha, với thêm một chút nữa thôi. Bạn tùy theo cái lượng mình xào, bạn thích dầu nhiều hay ít, mà mình thì mình không có thích xài dầu đồ nhiều, mình sợ sức khỏe á, cho nên mình chỉ để lượng dầu vừa đủ thôi ha. Rồi còn phân nửa cái tỏi nè, mình bỏ vô mình xào ha, để mình xào mì. Nó vàng rồi, bạn cho vào đây cái mì nãy mình luộc đó ha. Cái mì này á, nó hơi mềm đó, cho nên bạn khi mà bạn xả, bạn phải rải tay ra ha, để không nó sẽ dính cục. Còn nếu mà bạn mà làm mà bạn thấy bạn luộc mà nó hơi mềm quá, mà nó lượng nhiều á, thì bạn cứ xả qua nước lạnh đi, cái đó là đấu đế cuối cùng ha. Nếu mà bạn xài nó xào nó mà nó hơi bị mềm á, là mình cứ cho nó qua sữa xả qua nước lạnh. Nhưng có nhiều loại mì mình xào qua nước lạnh nó sẽ bị cứng á, nó không có ngon. Nhưng mà mì này mình theo mình nghĩ nó có thể chảy qua nước lạnh, nhưng mà mình là không có nha, mình để nước nóng luôn. Bạn xào cho nó được. Bạn cho vào đây 1.5 muỗng bột nêm nha. Một muỗng nè, thêm nửa muỗng nữa ha. Mình xào theo cách này á, rồi các bạn để cái nhân mình xào sao cuối cùng mình trộn vô á, thì cái cọng mì nó sẽ không bị mềm và không có bị ra nước nhiều. Tại vì mì mình xào mà nó bị mềm, nó nhũn là nó thất bại. Mình xào nó một hơi cho nó thấm tất cả các gia vị lại đi ha, thấm vô cái mì. Khi bạn xào xào cỡ 3-4 phút á, bạn cho 1.5 muỗng gia vị vào rồi đó, mình lấy một cọng mì lên mình thử coi nó vừa chưa nha. Nó vừa đó. Bây giờ mình bỏ, mình xào được như vậy rồi là ok ha. Mình dặn lửa xuống chút rồi bạn cho cái nhân của nó vô ha, đừng có lấy nước. Ok, đừng có lấy nước ha. Không sôi bạn trộn đều nó lên, nó đã chín hết rồi đó. Bạn trộn đều nó cho nó thấm tất cả các thành phần lại với nhau ha, nó chín rồi đó. Để mình thử lại một lần nữa ha. Một này là một gói mì á nha. Khi mà mình bỏ gia vị đồ này kia vào á, bạn cho vào thêm nửa muỗng bột nêm nữa là nó vừa hết nha. Nè, bạn cho vào đây nửa muỗng bột nêm nữa ha, là xong rồi đó.
trộn đều nó lên là nó xong rồi. Sau 2-3 phút là nó chín rồi ha bạn ha. Trộn đều nó lên rồi, giờ mình để nó ra dĩa rồi mình rắc tiêu lên là xong ha. Đây là dĩa mì xào nấm tàu hũ và rau củ ha. Thì nó đã hoàn thành. Chúc các bạn enjoy, nhớ like and share để nhận những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn.